Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gửi đến quý vị mở đầu là chương trình tổng kết kinh tế tài chánh cuối tuần với tiến sĩ Tạ Kỳ Hải. Kế đến là buổi nói chuyện của Minh Thúy cùng với anh Nguyễn Văn Khanh. Sau cùng là chương trình hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Bảo vệ Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, để biết tin tức về thị trường chứng khoán và kinh tế tài chánh tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới trong tuần qua, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Kinh tế tài chánh cuối tuần với tiến sĩ Tạ Kỳ Hải sau đây. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chánh cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ Sáu 27 tháng 2, 2015. Dow Jones 18.132.70, year to date cộng 1.74%. Nasdaq 4.963.53, year to date cộng 4.80%. S&P 500 2.104.50, year to date cộng 2.21%. Giá vàng là 1.213.70 một ounce. Dầu thô 49.52 một barrel, căn cứ vào giá ngày thứ Sáu 27 tháng 2. 2015. Giá xăng $2.373 một gallon. Đó là theo dữ kiện công ty AAA thứ Sáu 27 tháng 2 2015. Đồng euro tương đương với 1 Mỹ kim 12 của Hoa Kỳ. Và lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ Năm 26 tháng 2 2015, 30 năm cố định là 3.80% và 15 năm cố định là 3.07%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 21 tháng 2 2015 có 313.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 31.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 14 tháng 2 2015, Mỹ có 2.401.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 21.000. Đó là theo thống kê của Văn phòng Bộ Lao động thứ Năm 26 tháng 2 2015. Tỷ số thất nghiệp tháng Giêng 2015 lên trở lại 5.7% so với 5.6% của tháng 12-2014. Tháng Giêng 2015, lĩnh vực tư đã cung cấp 257.000 việc làm mới, so với dự đoán là 234.000 và so với 252.000 của tháng 12-2014. Điều này chứng tỏ thị trường việc làm đã lấy lại sức mạnh, tiếp tục cải thiện và phục hồi. Kinh tế Mỹ. Tháng 2 2015 là tháng rất tốt của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow Jones tăng 5.6%, Nasdaq tăng hơn 7% và S&P 500 đã có một tháng tốt nhất từ tháng 10 của 2011 và đã tăng gần 5.5%. Mặc dù từ tuần lễ đầu tháng 2, giá dầu thô cho thấy dấu hiệu đổi hướng đi lên tới mức $53 một barrel, giá dầu thô hiện nay vẫn còn chao đảo ở mức trên dưới $50 một barrel. Các nhà phân tích thị trường dự đoán rằng giá dầu sẽ tiếp tục ở mức hiện tại, ít nhất là cho đến cuối năm 2015. Hầu như không có ai tin rằng giá dầu sẽ lên trở lại trên mức $100 một barrel. Giá dầu đi xuống, thị trường việc làm và tỷ số thất nghiệp cải thiện rõ rệt. Đồng đô la Mỹ đã lên giá 12% trong 6 tháng vừa qua so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới, đã giúp kinh tế Mỹ phục hồi nhanh và mạnh hơn trước. Tuy nhiên, chính sách kinh tế và tài chánh Mỹ của năm 2015 sẽ có thể đối diện với ba lĩnh vực. Thứ nhất, việc gia tăng lãi suất. Thứ nhì, thị trường địa ốc chậm chạp. Và thứ ba, đồng đô la đang tiếp tục lên giá. Cả ba lĩnh vực này, nếu không quản trị khôn ngoan, đều có thể gây tác dụng ngược, gây ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Trường hợp này là Hoa Kỳ. Kinh tế thế giới. Các thị trường chứng khoán trên thế giới đã cho thấy tháng 2 của 2015 đã mang về lợi nhuận đáng kể cho giới đầu tư. Thị trường chứng khoán của Đức, của Anh và Thụy Điển đã đạt mức cao nhất lịch sử. Thị trường của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong vòng 15 năm. Và ngay cả Hy Lạp cũng đã thấy thị trường chứng khoán đi lên. Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã công bố kế hoạch kích thích kinh tế vào giữa tháng Giêng và sẽ áp dụng vào đầu tháng 3. Sẽ giúp cải thiện kinh tế Liên hiệp Âu Châu hiện đang còn trì trệ. Bà Janet Yellen, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba 21 tháng 2 tuần này đã điều trần trước Thượng viện để
để sửa soạn cho việc gia tăng lãi suất. Có thể vào khoảng giữa năm nay là một dấu hiệu tin tưởng vào sự phục hồi của kinh tế Mỹ. Riêng nước Nga vừa mới bị công ty lượng giá tín dụng hạ điểm tín dụng xuống loại rân, tức là rác, vì đồng ruble bị mất giá và kinh tế Nga đang bị suy sụp đáng kể. Đồng thời, Tổng thống Putin của Nga vẫn tiếp tục ngày một trầm trọng hơn, gây rắc rối cho sự ổn định kinh tế, chính trị và quân sự cho Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu. Trung Quốc hiện đang đương đầu với nền kinh tế đang phát triển chậm chạp và đồng yuan nhân dân tệ đã mất giá 1% so với đồng đô la của Mỹ trong 2 tháng vừa qua. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Minh Thúy và anh Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, chờ đến khuya hôm qua, Quốc hội Hoa Kỳ chỉ chấp nhận tạm thời cấp ngân sách một tuần lễ cho Bộ Nội an. Như vậy, điều này ảnh hưởng như thế nào về mặt an ninh của Hoa Kỳ và thế giới trong lúc tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Barack Obama, đều lên tiếng là cảnh báo nguy cơ do khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS gây ra một ngày một cao. Trong chương trình ngày hôm nay, thì Minh Thúy có cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Văn Khanh về vấn đề này. Xin được chào anh Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, từ Washington một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh, trước xin gửi lời chào đến chị Minh Thúy và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Dạ thưa anh, câu hỏi đầu tiên mà Minh Thúy muốn hỏi anh là tại sao Quốc hội lại không thông qua ngân sách để cho Bộ Nội an? Lý do rất là dễ hiểu, đây là một cái cuộc tranh cãi chính trị. Có lẽ là chị còn nhớ là hồi tháng 11 năm ngoái thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có ký một cái sắc lệnh đó cho phép khoảng 5 triệu người đang cư trú bất hợp pháp ở nước Mỹ được quyền ở lại, được quyền làm việc và mai sau họ trở thành công dân của Hoa Kỳ. Điểm đó khiến cho các dân cử Cộng Hòa ở Thượng viện và Hạ viện không đồng ý. Lý do có lẽ là chị và quý vị khán thính giả của SBTN cũng rõ, là họ bảo rằng là cái chuyện sửa đổi một đạo luật đó không phải là cái quyền của hành pháp mà đó là cái quyền của lập pháp. Đó không phải là cái quyền của Tổng thống mà đó là quyền của các vị dân cử. Đó không phải là cái quyền của Tòa Bạch Ốc mà đó là quyền của Quốc hội. Thành ra bởi như thế họ mới quyết định cùng với nhau. Ý tôi muốn nói là các vị dân cử Cộng Hòa, họ quyết định là bây giờ là chúng ta sẽ tạm ngưng ngân sách. Thành ra sau đó họ mới quyết định rằng là họ dùng Bộ Nội an làm cái áp lực chính trị với Tổng thống Barack Obama. Họ dùng cái áp lực đó như thế nào? Tức là thay vì là cấp ngân khoản hàng năm cho Bộ Nội an thì họ quyết định là họ cứ cấp ngân khoản từng kỳ một. Và bây giờ thì như là chị vừa mới thưa cùng với là quý vị khán thính giả là tối ngày hôm qua, tức là tối ngày thứ sáu, thì họ chỉ bỏ ra họ chỉ cấp ngân khoản có một tuần lễ mà thôi. Trong một tuần lễ đó tôi tin rằng là cũng sẽ không có làm được cái gì cả. Cái lý do rất là dễ hiểu, thưa với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả. Tôi đang mường tượng thấy ngay cái hình ảnh của Quốc hội liên bang sẽ gặp, các vị dân cử sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ hai tuần tới. Họ lại tiếp tục cãi nhau, họ lại tiếp tục tranh cãi. Và cuối cùng thì là sau đó đến hồi cuối tuần thì họ lại phải giải quyết các vấn đề. Đó là cái câu chuyện chính trị và cái đợt câu chuyện thường xảy ra chính trường của nước Mỹ. Tôi phải thú thật với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, người ta chỉ có đoán sai có một điều, là người ta nghĩ rằng là có lẽ là các vị dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa sẽ cấp ngân khoản kéo dài một tháng. Không ngờ là họ chỉ cấp ngân khoản kéo dài có 7 ngày. Liệu trong những ngày sắp tới thì sự việc này có được giải quyết hay không? Mà nếu giải quyết thì được giải quyết bằng cách nào anh? Tôi nghĩ rằng là khó để mà có thể giải quyết. Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ vẫn giữ vững cái lập trường như bây giờ thì khó để mà giải quyết. Tôi cũng phải xin nói rõ ràng hơn, đây là cái lập trường của cả hai bên. Ở phía bên Cộng Hòa thì họ bảo rằng là đây là cái quyền của lập pháp. Phía bên Tòa Bạch Ốc thì bảo rằng là đây là cái quyền của hành pháp. Thành ra cuối cùng họ không có đi đến một cái điểm tương nhượng. Và nếu mà họ không đi được đến cái điểm tương nhượng với nhau thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện nó sẽ kéo dài cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi nghĩ là như thế này, chỉ có một cái giải pháp duy nhất có thể làm được. Cái giải pháp đó là như thế nào? Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là bây giờ tức là họ vẫn thông qua cái ngân sách dành cho Bộ Nội an, nhưng mà đồng thời thì ngược lại họ phải đưa cái vấn đề này ra để mà phân xử trước tòa án liên bang.
Tức là cái quyền đó là cái quyền của Tổng thống hay đó là cái quyền của bên Quốc hội. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó sẽ dễ dàng để làm việc hơn. Ngay trong giờ phút này thì chưa ai nghĩ đến cái chuyện đó cả và chưa ai muốn làm cái điều đó cả. Vậy thì sự việc này ảnh hưởng như thế nào cho Hoa Kỳ lẫn thế giới anh? Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là ảnh hưởng sẽ rất là nhiều. Lý do là tôi nhìn thấy là ít nhất là 3-4 điều mà sẽ xảy ra. Cái điểm thứ nhất là nhân viên làm việc cho Bộ Nội an họ cũng đang phập phồng không biết rằng là sau tuần lễ này thì liệu là tuần tới mình có tiền lương hay không. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là những người lãnh đạo chính phủ cũng biết rằng là hiện tại bây giờ cái tình hình an ninh mỗi một lúc mỗi một khó khăn hơn. Thì như vậy những cái kế hoạch mà mình đang thực hiện liệu nó có trôi chảy hay không? Đối với lại cộng đồng thế giới thì là cái câu chuyện đấy lại còn lớn hơn nữa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là người khởi xướng cái cuộc chiến chống khủng bố ISIS và đồng thời ông cũng là người tiếp nối cái kế hoạch để chống khủng bố Al-Qaeda là kẻ thù số 1 của nước Mỹ sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Bây giờ thì thế giới nhìn ông và thế giới nhìn nước Mỹ thì họ thấy có vẻ hơi buồn cười. Họ bảo rằng là quý vị luôn luôn quý vị bảo chúng tôi sẽ là hãy cùng với lại quý vị tiếp tay. Chúng ta cùng tiếp tay với nhau, chúng ta cùng hợp tác với nhau để chống khủng bố. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị không có tiền để quý vị làm việc. Thì như vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái điểm mà chúng ta đã đồng thuận với nhau? Làm sao để chúng ta có thể thực hiện được những cái kế hoạch mà chúng ta đã đưa ra với nhau? Và thú thật với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, đó là cái câu chuyện buồn cười. Và tôi nghĩ rằng là cái nụ cười chính trị này có lẽ rằng là sẽ không có lợi gì lắm cho Hoa Kỳ thưa với lại chị Minh Thúy. Dạ xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn chị Minh Thúy và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện của Minh Thúy và anh Nguyễn Văn Khanh. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và xin quý vị đừng rời máy. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ được trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live, always on. Xin trân trọng thông báo, để tiếp tục truyền thống hàng năm hướng đạo Việt Nam miền Trung Hoa Kỳ tại Houston, Texas và các vùng phụ cận sẽ tổ chức buổi chào cờ đầu năm vào lúc 9 giờ đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 1 tháng 3 2015 tại George Bush Parking Trail Parking 16756 Westminster Parkway, Houston, Texas 77082. Buổi chào cờ đầu năm 2015 này sẽ có sự hiện diện khoảng 500 hướng đạo sinh, nam và nữ gốc Việt của Liên đoàn Hướng đạo dưới sự điều hợp của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Mong quý vị tham dự đông đảo. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự, là niềm khích lệ lớn trong công việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam lành mạnh, hữu ích nơi hải ngoại qua phong trào hướng đạo Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo Hội Tết Mừng Xuân Ất Mùi do Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào ngày Chủ nhật 1 tháng 3 2015 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Ernst Community Culture Center, Nova College, Annandale Campus 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia 22003. Vé vào cửa 3 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức 703-622-2507. Đặc biệt là có chương trình chiếu phim The Last Days in Vietnam từ 3 giờ đến 5 giờ chiều vào cửa miễn phí. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN. Tiếp tục chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình của Hội cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thủy Tiên kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Dự hiền vì bận công việc, Thủy Tiên xin thay dự hiền kỳ này. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có tin tức sinh hoạt nội bộ, cố thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tết Nguyên Đán của người Việt. Trước hết, xin kính mời quý vị theo dõi tin tức sinh hoạt Tổng hội và Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn. Tin Tổng hội. Ngày 3 tháng 2 năm 2015, Ban biên soạn mới Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử do cựu sinh viên sĩ quan Đào Quý Hùng khóa 26 đã viết một thư ngỏ kêu gọi tất cả các hội, các liên hội và các đại diện khóa
cũng như các cựu sinh viên sĩ quan có nhiều khả năng biên soạn và làm website để cùng góp một bàn tay để hoàn tất cuốn sách theo dòng lịch sử. Tình hội địa phương. Một cuộc họp thường kỳ 2 tháng một lần đã được tổ chức tại tư gia của cựu sinh viên sĩ quan Huỳnh Bá Long khóa 26, đã quy tụ được rất đông các thành viên của Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn. Trong phiên họp kỳ này, ban tổ chức đã báo cáo diễn tiến tương đối tốt đẹp của đêm lâm viên vào tháng 3 sắp tới. Sau cùng, tất cả hội viên đều ôn tập lại hai bài hát Võ Bị Hành Khúc và Phụ Nữ Lâm Viên. Ngày 19 tháng 2 năm 2015, tức ngày mùng 1 Tết, như truyền thống, Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn đã cùng với cộng đồng Việt Nam, Liên Hội, cựu chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia làm lễ thường kỳ Việt Mỹ và dân hương lên bàn thờ Tổ quốc tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia. Sau đó, như thường lệ, có múa lân và đốt pháo mừng năm mới. Và kế tiếp, cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn khóa 20 sẽ nói về cố thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu khóa 3, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, cũng đại diện cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, chúng tôi xin nói về cuộc đời binh nghiệp của cố thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu khóa 3, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, một vị tướng văn võ song toàn là chết cùng vườn nước. Sinh năm 1929 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ông thông thạo Anh, Pháp, Hoa ngữ, là sinh viên trường đại học kỹ thuật do các linh mục giọng tên điều hành. Năm 1949, Trung Cộng cướp chính quyền, ông cùng gia đình về Việt Nam và thân phụ giữ chức phụ phó giám đốc công an Bắc Phận, quê hương Việt Nam khói lửa. Ông đã chọn binh nghiệp đầy bất trắc, hiểm nguy để phục vụ tổ quốc trước khỏi xâm lăng của cộng sản. Ra trường đầu á khoa, mang cấp thiếu úy. Năm 1958, Thiếu tá Hiếu được bổ nhiệm làm tham mưu phó hành quân quân đoàn 1. Người Mỹ đã nhận định ông là một người có tiềm năng lên tới cấp bậc cao nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nếu được sử dụng đúng mức, rất có thể trở thành một tướng lãnh tài giỏi xuất chúng, và đề nghị ông du học Mỹ. Mà khóa trở về nước, sau một thời gian giữ chức vụ tham mưu trưởng quân đội 2, đại tá Hiếu đã soạn thảo kế hoạch tấn công vào một khu đội xã, nơi trú quân của mặt trận B3 và B5, đồng thời phá vỡ kế hoạch cắt đôi Việt Nam Cộng Hòa từ cao nguyên xuống đồng bằng của Cộng quân. Năm 1966, ông đảm nhiệm tư lệnh sư đoàn 22, đơn vị đã chiến đấu vẻ vang, chữa chân đèo phụ cụ. Năm 1967, ông được vinh thăng trung tướng. Một hôm, về thăm nhà, trên xe có một thùng sữa cung tiếp vụ. Ông bảo tài xế trả lại vì gia đình ông cũng chỉ được mua 6 lon sữa. Tháng 8 năm 1969, ông được thăng cấp thiếu tướng và đảm nhiệm tư lệnh sư đoàn 5. Nhằm chủ động tấn công, tiêu diệt địch, ông đề nghị một cuộc hành công toàn thắng 46, một trung đoàn bộ binh vào tầng Snun nhằm dù 3 sư đoàn 5, 7 và 9 của cộng quân tập trung, nhưng kế hoạch bất thành vì tướng Trí tự nạn bất ngờ. Tháng 2 năm 1972, tướng Hiếu nhận chức vụ phụ tá đặc nhiệm Ủy ban chống tham nhũng của phụ phó tổng thống. Tướng Hiếu đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng, đặc biệt là vụ quỹ tiết kiệm quân đội. Đầu năm 1974, tướng Hiếu trở lại quân đội và giữ chức vụ tư lệnh phó hành quân quân đoàn 3. Tham dự hành quân ngoại biên, phá vỡ hệ thống tiếp vận, truyền tin của cộng quân trong vùng mỏ vẹt. Người Mỹ nhận định, tướng Hiếu là một tướng lãnh hết sức tài giỏi, nổi danh. Chắc chắn tướng Hiếu là một người liêm chính, vì ông chỉ dựa vào lương chính mà sống. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 1975, đất nước lâm nguy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thông báo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, người chiến sĩ trong lượt đã chết tại văn phòng vì một viên đạn xuyên qua miệng. Nỗi uất hận không nguôi, Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử. Tướng Hiếu đã chết cùng vườn nước, nhân sứ mệnh bảo quốc an dân vững sống mãi trong lòng dân tộc Việt. Trân trọng kính chào. Sau cùng, cô Kim Lai khóa 18B với chủ đề Tết Nguyên Đán của người Việt. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền. Tết là dịp lễ quan trọng nhất của người Việt Nam. Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương Lịch hay Tết Tây, thường rơi vào cuối tháng Giêng cho đến giữa tháng 2 Dương Lịch và kéo dài khoảng 5-6 ngày, tạo điều kiện cho những gia đình sinh sống, làm ăn ở nơi xa có thể về vui cảnh đoàn viên. Nhưng ý nghĩa thiêng liêng nhất của Tết là dịp để người Việt nhớ về cội nguồn, ông bà, tổ tiên.
vào đúng 12 giờ đêm 30, mọi người đều chờ đợi để đón giao thừa. Giao thừa là thời điểm năm cũ chấm dứt và năm mới bắt đầu. Ngày đầu năm này cũng gọi là ngày mùng 1 Tết, ngày bắt đầu của một dịp lễ rất quan trọng của người Việt. Dù ở trong nước hay ở hải ngoại, cứ đến ngày cuối năm, ai ai cũng nghĩ tới ngày Tết. Những công sở, chợ búa, trường học đều đóng cửa trong 3 ngày Tết. Tết là dịp hội hè vui chơi sau một năm lao động vất vả. Mặc dù ở hải ngoại, người Việt chúng ta không được nghỉ Tết, nhưng chúng ta cũng cố gắng thu xếp làm sao có ít nhất một ngày mùng 1 để sửa soạn đón Tết. Tùy theo tôn giáo của mỗi gia đình, đi lễ chùa hay đi lễ nhà thờ. Tết xa quê hương của người Việt rất đơn giản, không cây nêu, không đốt pháo, không cầu kỳ phải có hoa mai, hoa đào. Phần lớn chúng ta mua vài chậu cúc thay cho hoa mai và hoa đào. Thông thường, chờ đến cuối tuần, gia đình mới đoàn tụ để ăn Tết. Các con, các cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ, trẻ em thì nhận được tiền lì xì mừng tuổi. Đặc biệt tại các thành phố lớn, đông người Việt cư ngụ, cộng đồng người Việt có tổ chức làm lễ thượng kỳ Việt-Mỹ. Có mỗi lần đốt pháo, chúc mừng lẫn nhau và các trẻ em nhận được tiền lì xì từ các vị cao niên. Tết đến chúng ta cũng không quên đốt nén nhang trước bàn thờ Tổ quốc. Các vị tiền nhân, các anh hùng tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đồng bào đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Cầu xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chính hữu và đại gia đình Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam. Kính chúc quý vị trong năm Ất Mùi được có nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc và thịnh vượng. Thủy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam. Xin kính chúc quý vị một năm mới Ất Mùi hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Xin kính mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai trong chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo Hội Tết Mừng Xuân Ất Mùi do Nhà Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận tổ chức vào ngày Chủ nhật 1 tháng 3 2015 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Ernst Community Culture Center, Nova College, Annandale Campus, 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia, 22003. Vé vào cửa, 3 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức 703-622-2507. Đặc biệt là có chương trình chiếu phim The Last Days in Vietnam từ 3 giờ đến 5 giờ chiều vào cửa miễn phí. Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đêm Lâm Viên 2015 với chủ đề Hướng về xứ Việt vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 7 tháng 3 2015 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Lại Đình Đáng 703-542-2549 hay ông Tôn Thất Bang 703-978-3315. VIA Hội Người Việt cùng với các tổ chức Every Woman's Life, Common, Evan, Fairfax County xin thông báo chương trình chụp quang tuyến vú Mammogram thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pap smear hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ ở vùng Virginia. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-532-3716 hoặc vào trang mạng VIA hội người việt.org.
Hội đồng hương quản trị vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự buổi dạ tiệc họp mặt mừng xuân Ất Mùi 2015 vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 15 tháng 3 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, là dịp để cho đồng hương và thân hữu hàng huyên tâm sự, chia sẻ tâm tư về cuộc sống tha hương và cũng là dịp để cho con em chúng ta tìm hiểu về phong tục cổ truyền và văn hóa dân tộc. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức 770-298-7800. Kính mời quý đồng hương tới tham dự buổi ra mắt phim tài liệu Thảm họa đỏ do Lực lượng Cứu nguy dân tộc thực hiện vào ngày Chủ nhật 22 tháng 3, 2015, từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều tại Hội trường Nhà thờ Đại Hàn Charlotte Presbyterian Church, 701 Scullyport Road, Charlotte, North Carolina, 28209, để thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, trái ngược hẳn những gì mà Đảng Cộng sản tuyên truyền, dối gạt dân tộc Việt đang gánh chịu thảm họa vô cùng nghiêm trọng hơn 80 năm qua. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761.